Ngày 22 tháng 2, Bộ Y tế cập nhật phác đồ điều trị COVID-19 trẻ em, trong đó bổ sung ca nhiễm không triệu chứng, điều trị hội chứng viêm đa hệ thống hậu COVID-19. Căn cứ diễn biến bệnh lý, Bộ Y tế phân loại trẻ mắc COVID-19 thành 5 mức độ, thêm 1 so với trước đó gồm không triệu chứng, mức độ nhẹ với triệu chứng ở đường hô hấp trên, mức độ trung bình với biểu hiện viêm phổi, mức độ nặng khi viêm phổi nặng và mức độ nguy kịch khi suy hô hấp nặng. Tất cả trẻ em không triệu chứng được điều trị tại nhà, trường hợp nhẹ điều trị tại cơ sở y tế nếu có yếu tố nguy cơ. Nhóm cách ly tại nhà cần được theo dõi và chăm sóc theo hướng dẫn. Trẻ mắc COVID-19 từ trung bình đến nặng nguy kịch phải nhập viện. Bộ Y tế cũng đưa hội chứng viêm đa hệ thống MISC hậu COVID-19 vào phác đồ điều trị do đánh giá đây là biến chứng nặng, xu hướng gia tăng và có thể khiến trẻ tử vong.